Vinhome Time City Park Hill, hãy tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng tuyệt vời theo phong cách đẳng cấp vượt trội. Vinhome Time City Park Hill, phong cách sống resort trong lòng đô thị. Vinhome Time City Park Hill có tổng diện tích hơn 74.000 m², thuộc khu đô thị Time City, một trong những khu đô thị được mệnh danh là đáng sống bậc nhất Việt Nam, với vị trí đắc địa cách Hồ Hoàn Kiếm 4 km. Nằm trong quần thể dự án Vinhome Time City, Park Hill thừa hưởng trọn vẹn các tiện ích sẵn có: trường liên cấp VinSchool, bệnh viện đa khoa quốc tế VinMec, trung tâm mua sắm Vincom Megamall. Sự vượt trội trong thiết kế của Park Hill chính là nỗ lực tối đa hóa thiên nhiên và không gian sống. Với hơn 70% diện tích dành cho cảnh quan, toàn bộ Park Hill sẽ được bao phủ bởi một hệ thực vật đa dạng. Trung tâm cuộc sống của Park Hill được xây dựng tập trung tại khu vực quảng trường, với sự hội tụ của không gian xanh trải dài từ đồi vọng cảnh tới tháp đồng hồ, sân chơi phun nước quy mô lớn, không gian nghệ thuật và sân khấu ngoài trời. Màu xanh của cây cỏ sẽ được chuyển tiếp sang màu xanh của bể bơi ngoài trời, liên hoàn với bể bơi trong nhà, tạo thành một quần thể bể bơi 4 mùa với đầy đủ tiêu chuẩn của một resort cao cấp. Thấu hiểu mong muốn về một cuộc sống yên bình, Park Hill đã tạo nên những không gian thư giãn tuyệt vời trên nền thiên nhiên với vườn BBQ, sân chơi cho trẻ em, khu tập thể thao, nhà phố thương mại tọa lạc tại mặt đường chính của khu cư dân cao cấp. Đây là cơ hội vàng dành cho gia chủ có nhu cầu kinh doanh, buôn bán và mở văn phòng giao dịch nhưng vẫn có thể tận hưởng không gian sống và nghỉ ngơi ở căn hộ trên tầng 2. Với 4 loại căn hộ diện tích đa dạng, được thiết kế theo phong cách hiện đại, cao cấp, tiện nghi, tối ưu mọi công năng sử dụng, tất cả các phòng trong căn hộ đều có khe sáng, mặt thoáng để tiếp cận tối đa với thiên nhiên. Thiết kế tòa tháp sang trọng với chất liệu chủ đạo là kính cao cấp, giúp đón nhận tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn xuống không gian xanh xung quanh, tạo nên không gian sống trong lành, thư thái. Kết hợp giữa phong cách sống Singapore và lối sống của người Việt, dãy phố đi dạo và mua sắm tại trục đường chính của Park Hill là nơi kết nối cộng đồng, gặp gỡ bạn bè để cùng tận hưởng, thư giãn và chia sẻ những giá trị cuộc sống. Một cuộc sống mà bạn được trọn vẹn tận hưởng những điều quý giá nhất. Một cuộc sống mà mọi mơ ước trong tầm tay. Vinhome Time City Park Hill, phong cách sống resort trong lòng đô thị.